Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Các bác đã quay trở lại với kênh của Zipman ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu Zippo La Mã có tên là sói trăng, trăng sói. Thì đầu tiên các bác hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ cho shop Zipman nhé. Bác nào muốn xem thêm nhiều mẫu thì hãy truy cập lên website zipman.vn để chúng ta có thể xem thêm được nhiều mẫu hơn. Đây là cái cây Zippo mà em đang nói đến. Nó có tên là trăng sói. Đây ạ. Cái Zippo này là chất liệu bằng đồng nguyên khối, sau đấy được một phủ một lớp chôm trắng bóng các bác nhé. Chôm bóng rất là sáng. Đây ạ. Bên trên mặt mặt trước thì có ốp emblem hình một con sói đứng bên dưới, ngửa cổ lên nhìn trăng. Đây ạ. Bên viền ngoài thì của ốp emblem thì cũng được phủ chôm bóng. Cái chất liệu của emblem thì em không rõ nó là gì, nhưng mà chất liệu của cây Zippo này là bằng đồng, sau đấy phủ chôm trắng bóng. Đây là mộc đáy của nó. Mục đáy của cây này là mục đáy kép các bác nhé, năm 2000. Rất là sắc nét. Đây ạ. 2000 và chữ số La Mã. Made in Ura, mục đáy lõm. Cây này thì là nó làm ốp emblem nên là tiếng kêu của nó thì không có gì đặc biệt cả. Nó đặc biệt bởi vì nó có cái emblem này, bởi vì cái họa tiết này nó thuộc bộ sưu tập những cây Zippo về thiên nhiên. Chúng ta cùng đến với những chi tiết bên trong là cổ đá. Cổ đá rất là cao, tròn. Bánh xe được khắc xéo sâu, sắc nét. Đây là tim của nó. Cây này thì chưa hề qua lửa các bác nhé. Ở trong buồng đốt của nó thì còn dính rất là nhiều bụi bụi của cây Zippo này. Đây ạ. Để em rút ruột ra cho các bác xem nhé. Này, ruột năm 2000. Cái này khá may mắn, cái này trùng thật trùng hợp là cái này trùng năm và trùng tháng. Cái vấn đề trùng năm và trùng tháng thì nó là rất là ngẫu nhiên. Nó không có ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm cả. Bác nào chơi lâu và có tìm hiểu về Zippo lâu rồi thì cũng sẽ hiểu được vấn đề này. Bản lề của cây này năm chấu rất là tròn và khít. Cái này bảo đảm cho các bác là cầm xăng từ 5 đến 7 ngày, rất là thoải mái. Các sản phẩm Zippo chính hãng được Zipman phân phối ra thị trường thì đều có bảo hành các bác nhé. Bảo hành trọn đời các vấn đề như là bánh xe, lưỡi gà, búa. Các bác dùng sản phẩm của Zipman có vấn đề gì thì cả alo cho shop, shop sẽ bảo hành cho các bác. Và shop thì ship siêu đi toàn quốc. Các bác nhận đặt hàng, kiểm tra hàng, ok đúng mẫu thì chúng ta nhận hàng và thanh toán cho shipper. Mẫu này shop đang bán với giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. Shop chỉ có một cây thôi. Cây này còn khá là mới, tầm khoảng 98-99%. Không hề có vết xước luôn. Bác nào thích nó thì cứ alo cho số điện thoại dưới phía dưới màn hình hoặc để lại comment. Shop sẽ liên hệ lại với các bác nhé. Vâng, xin kính chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở trong các video lần sau. Vâng.